quay rồi. Trèo đúng một chỗ chỉ có sai đây đậu, không trèo nhiều. Không thấy cái con này thì vô lý. Quá là vô lý. Chuyển lắm đâu phải chết. Vẫn xoài đây này. Đây mới đâu ra vãi cật được. Quay vòng cần thế này em không chết. Bên đây, bên đây phải cao này.
thừa gì nó tụt xuống cây đáy cây tre tiếp. Ôi chí chết. Tả tả. Có hiện tượng đá rồi. Thế là cũng sớm biết rồi. Có hiện tượng đá. Đẹp như thế nào không chứ? Thấy không? Chưa chưa? Chưa chưa? Sập nhá, ăn hàng, đan hàng. Làm xòe đây về nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của bố Khánh Linh.